Gần đến ngày thu hoạch, gần chục hộ dân tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay vì ngao chết hàng loạt. Đến nay, nguyên nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Toàn xã Nghi Thiết, Nghi Lộc có hơn 16 hectare bãi chiều nuôi ngao. Ngao bắt đầu chết từ đầu tháng 12 âm lịch. Ban đầu ngao chỉ chết rải rác, càng về sau mật độ chết ngày càng dày đặc. Đặc biệt trong những ngày gần đây, sản lượng ngao nuôi thương phẩm bị chết lên đến gần 1.000 tấn. Nơi thấp tỷ lệ thiệt hại từ 50 đến 60%, nơi cao thiệt hại từ 80 đến 90%. Ngao không chỉ bị chết tại các hộ nuôi mà chết trên bãi biển, nơi ngao phát triển tự nhiên. Đây là hiện tượng hiếm thấy từ trước đến nay. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Đầu xuân năm mới thì tôi cảm thấy là trong cái việc nuôi trồng thủy hải sản cho đến hôm nay là ngao bị chết quá nhiều. Thì đặc biệt là chúng tôi đã thả con giống thì chúng tôi cũng đã là xem xét con giống. Những cái doanh nghiệp có uy tín thì trên địa bàn của xã Nghi Thiết này cũng như là các địa bàn khác là nuôi bàn bản. Nhưng do cái điều kiện là môi trường hay là do thời tiết thì chúng tôi cũng chưa được biết, nhưng mà thấy nghêu nó chết nhiều quá. Thì theo chúng tôi được biết thì trước mắt là chúng tôi nếu trường hợp này đang tái diễn thì chúng tôi sẽ trở thành một con nợ của ngân hàng và phá sản. Cả 7 trên 7 bãi nuôi ngao của các hộ dân tại đây, ngao đều chết trắng. Hiện ước tính thiệt hại về kinh tế của mỗi hộ là hàng trăm triệu đồng. Không chỉ xót xa vì mất của, nhiều hộ gia đình còn phải thuê người nhặt vỏ, xác ngao càng sớm càng tốt để bảo vệ bãi. Công nhặt vỏ ngao lên đến 200.000 đồng một buổi. Nhiều bãi ngao chết nhiều đến nỗi thuê người nhặt cũng khó khăn. Tình hình không biết thế nào mà năm nay nghêu nó chết nhiều lắm. Chết liên tục, đợt này là đợt 3. Nhưng mà số lượng chết là phải 80%. Do đó hàng ngày thế này phải thuê là công nhân như là bốc một ngày là hơn 1 triệu đồng. Một tiếng 25.000 mà họ muốn bốc cho đó. Nhận định về nguyên nhân hiện tượng ngao chết hàng loạt, đại diện phòng nông nghiệp cho biết thêm. Nguyên nhân có thể là do số lượng ngao nuôi của các hộ dân quá dày hoặc chất lượng giống nuôi. Hiện phòng cũng đang chỉ đạo các hộ nuôi ngao khẩn trương thu gom xác ngao chết, tiến hành vệ sinh đầm bãi để cứu lớp ngao còn lại và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân chết. Vbex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800-6350. Thông tin nằm cái tình hình dịch bệnh về nuôi ngao ở một số hộ thì coi chết rải rác. Thì chúng tôi đã chỉ đạo cho cán bộ nông nghiệp của xã cũng đã đi kiểm tra và đã báo cáo với cho phòng nông nghiệp của huyện. Thì hiện nay chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu và để đi xét nghiệm, còn đang chờ cái kết quả. Còn kết quả như thế nào thì chúng ta đang chờ cấp tin, rồi sau đó chúng ta sẽ công bố cho các cái hộ nuôi đặc biệt. Được biết đây không phải là lần đầu tiên ở xã Nghi Thiết xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt. Trước đó đã có rất nhiều lần không hiểu sao ngao bỗng chết, như vào tháng 2 năm 2019 và tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, số lượng ngao chết ít hơn so với lần này và kết quả xét nghiệm cũng không cho thấy có bệnh ký sinh trùng trên ngao của các hộ dân. Nguyên nhân của tình trạng ngao chết của bà con xã Nghi Thiết thì đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nhưng điều rõ nhất là bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt cùng số tiền hàng tỷ đồng của người dân đang đổ ra biển.